Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Anh Tâm, chương 2121-2122. Vạn Tề cũng phóng thích ra khí tức võ đạo của mình. Trong nháy mắt, liền đạt tới tình trạng siêu phàm bát cảnh trung kỳ, đỉnh phong. Khoảng cách chân chính bước vào siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, chỉ còn cách có một bước. Khí tức võ đạo trên người Ninh Thiên Hòa, mặc dù cũng là ở tại siêu phàm bát cảnh trung kỳ, nhưng là khoảng cách bước vào siêu phàm bát cảnh hậu kỳ còn có một khoảng cách rất lớn. Cho đến giờ phút này, người của Võ Minh mới ý thức được Vạn Tề ẩn tàng vậy mà sâu như thế. Thực lực của hắn sợ là đã vượt qua Ninh Thiên Hòa rồi à. Trần Dục cũng bị lời nói của Ninh Thiên Hòa làm cho sửng sốt. Đứng trước mặt Mã Siêu, hắn cũng không dám động thủ. Hắn sợ một khi mình động thủ, Ninh Thiên Hòa thực sự sẽ giết chết hắn. Hắn dù sao cũng chỉ là một cường giả siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, lấy thực lực của Ninh Thiên Hòa muốn giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Giang trưởng lão cùng cung trưởng lão hai người cũng đều là một mặt ngưng trọng. Bọn họ không dám tùy tiện đứng về bên một phía bên nào. Lúc này nếu đứng sai là sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Mã Siêu cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Anh cố gắng khống chế phong ấn thị huyết châu, không có xông phá. Đồng thời lại muốn bảo trì trạng thái siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Trước đó, Tống Thị hai huynh đệ bị trúng phải trọng kích của Trần Dục mà lâm vào hôn mê. Giờ phút này cũng đã tỉnh lại, vội vàng đi tới bên người Mã Siêu, mắt lom lom nhìn chằm chằm Trần Dục. Trừ bọn họ những người này ra, còn có thêm mười mấy tên võ giả lưu tại tổng bộ Võ Minh. Lúc này cũng đều là trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Khí tức võ đạo trên người Vạn Tề thập phần cường đại. Ninh Thiên Hòa mặc dù không bằng Vạn Tề, nhưng cũng không kém Vạn Tề là bao. Nếu là hai người thực sự khai chiến, coi như kết quả cuối cùng là Ninh Thiên Hòa thua, nhưng là Vạn Tề cũng sẽ phải trả cái giá 10 phần thảm trọng. Vạn Tề cũng đang còn do dự có nên động thủ đối với Ninh Thiên Hòa hay không. Vì một khi động thủ, hắn cũng liền không có đường sống vẹn toàn. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, Vạn Tề cùng Ninh Thiên Hòa từ đầu đến cuối đều không có động thủ. Mà Mã Siêu cùng Trần Dục cũng đang một mực giằng co. Trong không khí tràn ngập một hương vị chết chóc nồng đậm. Ninh Thiên Hòa bỗng nhiên mở miệng nói: Vạn Tề, Võ Minh vừa mới thành lập, hiện tại nếu xảy ra nội chiến sẽ chỉ làm suy yếu lực lượng của Võ Minh. Ngươi đã muốn làm minh chủ Võ Minh, nhất định không nên làm suy yếu thực lực của Võ Minh, đúng không? Ngươi muốn làm minh chủ Võ Minh cũng có thể, nhưng là hiện tại không được, coi như phải phế bỏ vị trí minh chủ của Dương Tiên Sinh thì cũng phải chờ cho đến khi Đỗ Hội Phó trở về. Vạn Tề lạnh giọng nói ra: Nếu như ta hôm nay liền phải làm Võ Minh minh chủ thì sao? Ninh Thiên Hòa vẻ mặt nghiêm trọng nói: Vậy ta liền cùng ngươi liều chết một trận chiến. Ninh Thiên Hòa mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm túc, một chút đều không giống như là đang nói đùa. Vạn Tề trong mắt sát ý càng đậm, hắn là muốn có được vị trí minh chủ, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, chỉ bằng mình bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Đỗ Trọng. Nếu quả thực phải chờ tới khi Đỗ Trọng trở về lại một lần nữa nói chuyện xác lập minh chủ, coi như muốn phế rơi Dương Thanh khỏi vị trí minh chủ, thì vị trí người minh chủ kia cũng không tới được phiên hắn, mà là Đỗ Trọng có thực lực mạnh hơn. Cho nên nói, nếu hắn muốn có được vị trí minh chủ, liền nhất định phải tại thời điểm trong mấy ngày Đỗ Trọng không có ở đây thì mới có thể đạt được. Chỉ là Ninh Thiên Hòa hiện tại một vẻ như muốn cùng hắn đổi mạng. Nếu như bọn hắn thực sự liều chết một trận chiến, coi như hắn có thể thắng lợi, nhưng là bản thân cũng sẽ nhận trọng thương. Một bên còn có Trần Dục cùng hai trưởng lão siêu phàm bát cảnh sơ kỳ kia. Nếu như một khi hắn bị trọng thương, thì những người này có thể giết hắn hay không? Hắn không biết, mà cũng không dám đánh cược.
Trần Dục dường như là minh bạch ý nghĩ trong lòng Vạn Tề, vội vàng nói: Vạn trưởng lão, tại Võ Minh chỉ có ngài làm minh chủ, ta mới phục. Chỉ cần ngài nói một câu, ta coi như là vứt bỏ cái mạng này, cũng phải giúp ngài một chút sức lực, trở thành minh chủ Võ Minh. Vạn Tề vẫn không nói gì, hai mắt vẫn đang nhìn chăm chăm Ninh Thiên Hòa. Hắn cũng không thể tin tưởng Trần Dục. Trần Dục lập tức càng gấp hơn, vội vàng nói thêm: Vạn trưởng lão, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, ngài lại muốn trở thành minh chủ, liền thật không có hy vọng à. Chỉ cần ngài giúp ta ngăn chặn Ninh Thiên Hòa, ta hiện tại liền giết chết những người này, sau đó liền đi qua giúp ngài cùng một chỗ giết chết Ninh Thiên Hòa. Vạn Tề vốn dĩ liền phải từ bỏ dự định, sau khi nghe được câu nói này của Trần Dục, lập tức tâm động. Hắn lo lắng chính là tại lúc mình đang đánh giết Ninh Thiên Hòa, về sau Trần Dục những người này sẽ thừa cơ động thủ với hắn. Nhưng nếu như Trần Dục nguyện ý trợ giúp hắn cùng một chỗ động thủ đối với Ninh Thiên Hòa, vậy thì hôm nay Ninh Thiên Hòa hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Ninh Thiên Hòa sau khi nghe thấy những lời nói của Trần Dục, không thèm che giấu chút nào, ông ta lập tức trợn to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cả giận nói: Trần Dục, ngươi là một tên tiểu nhân vô sĩ, vậy mà muốn giết ta sao? Trần Dục cười lạnh một tiếng: Ninh Thiên Hòa, ngươi đừng giả bộ trong sạch, chúng ta đã bước đến cái cảnh giới này, ai lại không muốn trở thành minh chủ chứ? Ngươi sợ là cũng đối với vị trí minh chủ phi thường ngấp nghé à? Ninh Thiên Hòa cả giận nói: Thối như rắm, ta tự biết thực lực của mình không đủ, đối với vị trí minh chủ tuyệt đối không tham lam nửa phần. Ngược lại là các ngươi, những người này, vì vị trí minh chủ còn có một chút đạo nghĩa giang hồ nào nữa hay không? Nếu như không phải Dương Tinh Sinh liều chết một trận chiến đánh giết cây tai si, còn sẽ có Võ Minh của ngày hôm nay hay sao? Bây giờ Dương Tinh Sinh bị trọng thương lâm vào hôn mê, các ngươi không nghĩ thế nào để cứu người cũng liền thôi, lại còn dám ngấp nghé vị trí minh chủ nữa sao? Trần Dục hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Ninh Thiên Hòa, mà là nhìn về phía Giang trưởng lão cùng Cung trưởng lão ở một bên, híp mắt nói ra: Hai vị, các ngươi hiện tại cũng tỏ thái độ đi, trực tiếp một chút, các ngươi là muốn lựa chọn đứng về phía Ninh Thiên Hòa hay là bên phía Vạn trưởng lão thế? Giang trưởng lão cùng Cung trưởng lão nội tâm đều là rất tức giận không thôi, nhưng lại không dám biểu lộ ra. Hiện tại thế cục không rõ ràng, bọn họ cũng không dám đắc tội với Trần Dục. Hai người nhìn nhau một cái, Giang trưởng lão trước tiên mở miệng nói: Trần trưởng lão, ngươi cũng đừng làm chúng ta khó xử, muốn tranh đoạt như thế nào tùy ý các ngươi. Chúng ta có thể tại Võ Nhân Minh nhậm chức trưởng lão đã là phi thường thỏa mãn rồi. Cung trưởng lão cũng liền vội vàng gật đầu nói ra: Đúng đúng đúng, chúng ta đối với hiện trạng phi thường thỏa mãn. Trần Dục nhếch mép cười lạnh: Các ngươi ngược lại là biết làm người tốt đó. Hiện tại bảo trì trung lập, cuối cùng bất kể là ai thắng, các ngươi đều có thể ngồi làm ngư ông thủ lợi, thật đúng là thông minh mà. Trong giọng nói của hắn tràn ngập hương vị châm chọc. Giang trưởng lão cùng Cung trưởng lão đều là mặt mo đỏ bừng lên, nhưng cũng không dám bộc phát, chỉ có thể đem phẫn nộ nuốt xuống trong bụng. Giang trưởng lão, Cung trưởng lão, các ngươi cũng đã nhìn thấy rõ Trần Dục hiện tại có bao nhiêu phách lối. Nếu quả thật để Vạn Tề trở thành minh chủ, về sau Võ Minh sợ là sẽ không có vị trí cho các ngươi. Ninh Thiên Hòa vội vàng nhìn về phía hai người, tiếp tục nói: Đỗ Hội Phó là một người như thế nào, các ngươi đều rất rõ ràng, các ngươi tuyệt đối không được trợ giúp ác ma như hai bọn hắn. Chỉ cần Giang trưởng lão cùng Cung trưởng lão không giúp Vạn Tề, Vạn Tề sẽ liền không dám tùy tiện động thủ. Ninh Thiên Hòa còn nói thêm: Ta biết các ngươi hiện tại lựa chọn khó khăn vô cùng, nhưng là ta cũng không cần các ngươi giúp ta đối phó với Vạn Tề. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt bằng hữu của Dương Tiên Sinh, như vậy là đầy đủ rồi. Vạn Tề bên này giao cho ta đến xử lý. Ninh Thiên Hòa đã đem lời nói đến mức này, Giang trưởng lão cùng Cung trưởng lão vẫn là chậm chạp, không thể hạ được quyết tâm.
Vạn Tề tạo áp lực cho bọn hắn quá lớn, mà Đỗ Trọng lại không có tại nơi này. Nếu như Ninh Thiên Hòa chết tại trong tay Vạn Tề, bọn hắn sợ là cũng chạy không thoát thoát khỏi đòn tử thủ của Vạn Tề. Trừ khi Ninh Thiên Hòa thực sự có thể chống đỡ nổi Vạn Tề. Mã Siêu vốn một mực không nói gì, tự nhiên cũng thấy rõ mọi chuyện như thế nào. Anh cũng biết Ninh Thiên Hòa là thực muốn giúp anh. Đã như vậy, vậy anh cũng có thể giúp Ninh Thiên Hòa một tay. Mã Siêu nghiến răng, đem phong ấn của Thị Huyết Châu bỗng nhiên xé mở một khe hở càng lớn hơn. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể anh lập tức bộc phát. A! Anh đau đớn gầm lớn một tiếng. Cỗ lực lượng này quá mạnh, mạnh đến mức để anh có loại cảm giác thân thể mình liền phải nứt vỡ ra. Mã tiên sinh! Tống Thị hai huynh đệ vừa thấy thế đều là sắc mặt đại biến. Tình trạng bên này của Mã Siêu cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây. Vạn Tề tự nhiên cũng cảm nhận được khí tức cường đại từ trên thân Mã Siêu phóng thích mà ra. Lập tức sắc mặt hắn đại biến, vội vàng quát to: Trần Dục, lập tức động thủ, nếu không hết thảy đều trễ. Trần Dục lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn không chút do dự, toàn thân chiến ý bộc phát, trực tiếp lao thẳng về phía Mã Siêu. Giết! Mã Siêu bỗng nhiên rống lớn lên một tiếng, dưới chân anh khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chủ động nghênh chiến vọt lên. Oanh! Một giây sau, hai người đập mạnh vào nhau, một luồng khí tức cường đại hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Thân thể Mã Siêu cùng Trần Dục cũng cùng một chỗ bị đẩy lui. Chỉ là lần này Mã Siêu chỉ là lui lại 3 bước, mà Trần Dục lại bị đẩy lui tới 5 bước. Một màn này trực tiếp làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mã Siêu rõ ràng chỉ là một cường giả siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, có thể bộc phát ra thực lực có thể so với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, đã đủ để cho người không thể tưởng tượng rồi. Nhưng là bây giờ vậy mà đẩy lui được Trần Dục, còn chiếm thế thượng phong. Điều này nói rõ thực lực bây giờ của Mã Siêu đã đạt tới siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, mà lại so với Trần Dục còn mạnh hơn. Trần Dục một mặt ngốc trệ, cái này làm sao có khả năng chứ? Vừa rồi hắn là hướng về tính mạng của Mã Siêu mà ra tay, không hề có một chút hạ thủ lưu tình nào. Cho dù là vậy, hắn vẫn bị Mã Siêu đẩy lui. Mã Siêu đang cố nén cơn đau đớn đến mức thân thể như muốn vỡ tung. Anh nhìn về phía Giang trưởng lão cùng Cung trưởng lão nói ra: Ta là huynh đệ tốt nhất của Dương đại ca. Các ngươi nếu là nguyện ý giúp ta một chút sức lực, ta cam đoan Thanh ca sau khi tỉnh dậy tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ cần để Cung trưởng lão cùng Giang trưởng lão gia nhập bên phía nhóm của anh, Vạn Tề cùng Trần Dục triệt để liền thất bại. Ninh Thiên Hòa cũng minh bạch ý tứ của Mã Siêu, đối với Cung trưởng lão cùng Giang trưởng lão lớn tiếng nói: Các ngươi còn muốn do dự cái gì à? Chẳng lẽ nhất định phải đợi đến sau khi Vạn Tề giết chết ta rồi lại tiếp tục đi giết các ngươi hay sao?